Ngày 13 tháng 4, tỉnh Lâm Đồng cũng đã tổ chức phát động hưởng ứng phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà rụt nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Tại lễ phát động, các cơ quan đơn vị, các tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo và các doanh nghiệp đã đóng góp và ủng hộ hơn 5 tỷ đồng. 5 năm qua, từ nguồn quỹ vì người nghèo các cấp, Lâm Đồng đã xây dựng 2.324 căn nhà, sửa chữa 651 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị là trên 90 tỷ đồng. Qua đó, đã góp phần giúp hàng nghìn hộ nghèo, người nghèo trên địa bàn tỉnh ổn định cuộc sống. Hiện, số hộ nghèo đa chiều tại Lâm Đồng còn khoảng hơn 11.000 hộ, nhiều hộ chưa có nhà ở hoặc nhà ở tạm bợ, rột nát, rất cần được quan tâm. Nhân dịp này, tỉnh Lâm Đồng kêu gọi các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh cùng toàn thể cộng đồng phát huy tinh thần tương thân tương ái, đóng góp ủng hộ kinh phí để tập trung xóa nhà tạm, nhà rột nát. Ngay tại lễ phát động, đã có 12 đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh tham gia ủng hộ với tổng số tiền là hơn 5 tỷ đồng. Sáng nay, ngày 14 tháng 4, gần 4.000 học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực vào lớp 6, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Lương Thế Vinh. Đây là một trong số ít các trường duy trì liên tục được hình thức kiểm tra đánh giá năng lực trực tiếp trong tuyển chọn học sinh lớp 6. Từ sáng sớm, các phụ huynh và học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào đã có mặt. Công tác tuyển sinh được chuẩn bị chu đáo. Theo chỉ tiêu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao cho trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, thì trường có 640 chỉ tiêu cho cả hai cơ sở. Tuy nhiên, năm 2024-2025 có gần 4.000 hồ sơ học sinh đăng ký thi đầu vào lớp 6. Tại cơ sở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội có 1.600 hồ sơ các em đăng ký thi. Năm nay, hình thức tuyển sinh của trường cũng thay đổi so với mọi năm. Trường sẽ dựa vào điểm thi đánh giá năng lực trực tiếp để chọn học sinh lớp 6. Mọi năm thì nhà trường dùng cả học bạ để đánh giá xếp, để xét cho các con vào trường. Còn năm nay thì nhà trường đã thay đổi, chỉ dùng điểm 3 môn toán văn Anh, cấp 1 gọi là tiếng Việt để xét cái điểm vào trường. Cái học bạ nó nhiều lúc cũng là áp lực cho học sinh. Bây giờ học tiểu học thì để mà được cứ điểm 9-10 mới được vào trường Lương Thế Vinh thì lại xảy ra một cái hình thức tiêu cực là các con phải làm một quyển học, học bạ đẹp. Với gần 4.000 hồ sơ và 640 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi của các học sinh khá lớn. Tuy nhiên, nhà trường cũng chia sẻ, việc khảo sát đánh giá năng lực cũng chỉ là phân loại học sinh cho đồng đều. Nếu không đỗ các trường điểm, trường chất lượng cao, các em học sinh có thể học các trường khác. Phụ huynh cũng không cần quá áp lực đối với việc thi cử của các con. Con cảm thấy hôm nay đề thi môn tiếng Việt thì nó bám sát và chương trình học của con đã học, với cả là con cảm thấy con làm bài tốt ạ. Con mong là hôm nay con sẽ được khoảng tầm 8 điểm rưỡi ạ. 8 điểm ạ. Trường tổ chức là chuyên nghiệp, nghiêm túc nên là các con thi là cũng gia đình cũng mong đợi các con có kết quả tốt. Kỳ thi đánh giá năng lực đầu vào lớp 6 là một trong những kỳ thi ban đầu của các em học sinh sau khi hoàn thành chương trình tiểu học. Vì vậy, cha mẹ cũng nên giảm áp lực và coi đây như một trong những cuộc thử sức hữu ích trên con đường học tập của các em. Thưa quý vị, với phương châm 4 tại chỗ, nhiều mô hình an toàn phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư như tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng đã và đang phát huy hiệu quả tích cực, góp phần đảm bảo an toàn cháy nổ ngay tại cơ sở. Việc nhân rộng các mô hình này trên toàn thành phố Hà Nội đã giúp huy động và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Những ngôi nhà, hộ kinh doanh nằm san sát nhau tại các con ngõ nhỏ của Hà Nội chẳng mấy xa lạ. Trước nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ cao, các hộ kinh doanh nằm liền kề trên địa bàn quận Long Biên đã tự nguyện đăng ký tham gia tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, trong một ngõ, giờ đây không chỉ có một tổ liên gia mà được nhân rộng với sự tham gia của cả các hộ liền kề. Ngõ ngách mà các cái phương tiện cơ giới lớn không vào được, vì thế cho nên nhân dân ủng hộ cao mà nhân dân hướng dẫn nhân dân thực tập và hàng năm đi tập huấn rồi có diễn tập cho nhân dân để đảm bảo cái an toàn. Đến hiện nay là phường chúng tôi là có 62 tổ liên gia an toàn về phòng cháy, 100% các hộ dân là đảm bảo đã được trang bị đầy đủ các thiết bị bình cứu hỏa và trang thiết bị về phòng cháy và cũng đã được tập huấn. Không chỉ tự nguyện trang bị đầy đủ các thiết bị phòng cháy chữa cháy, các hộ nằm trong tổ liên gia đều sẵn sàng hướng dẫn khắc phục các tồn tại, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy cho các hộ dân xung quanh. Nhiều điểm chữa cháy công cộng tại địa bàn dân cư được xây dựng mang lại hiệu quả thực tế cao. Chúng tôi cũng nhận tin báo cháy, tuy nhiên xuống hiện trường không phải tổ chức chữa cháy
vì người dân thứ nhất đã có kiến thức, kỹ năng sử dụng cho các trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, sử dụng các cái phương tiện được trang bị tại khu dân cư và dập tắt đám cháy, dẫn đến là không gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản cũng như tính mạng của người dân trên địa bàn. Những mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy đã và đang cho thấy hiệu quả tích cực trong việc phòng cháy chữa cháy. Điều này không chỉ bảo đảm an toàn, giúp người dân chủ động khi có cháy, mà còn hỗ trợ lực lượng chức năng nếu có cháy lớn xảy ra.